Thưa quý vị, từ nay đến cuối vụ mùa, thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương, bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời. Những ngày này thời tiết khá âm u, nắng mưa xen kẽ. Đi thăm đồng, chị Thân và một số bà con trong thôn Khuẩy Vàng, xã Nghĩa Đô phát hiện trên những chân ruộng lúa mùa của gia đình xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại. Cái cây của lúa nó cứ đỏ ra ấy, ở cái rễ ở già ấy, nó chết đi ấy. Năm nay toàn tỉnh gieo cấy hơn 23.000 hecta lúa mùa. Hiện trên chân ruộng một vụ vùng cao lúa đang cho thu hoạch rộ, vùng thấp trà chính vụ đang trổ bông, trà muộn đang chuẩn bị đứng cái làm đồng. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, từ nay đến cuối vụ các đối tượng sâu bệnh sẽ phát sinh mạnh hơn. Đối với cái điều kiện thời tiết mà cứ nắng mưa xen kẽ, đặc biệt là với cái nhiệt độ thấp và cái ẩm độ cao như này ấy, và cái giai đoạn mà lúa đang chuẩn bị trổ bông thì cái nguy cơ về cái bệnh đạo ôn cũng khá là cao. Trước nguy cơ sâu bệnh phát sinh, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh và chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là với bệnh đạo ôn lúa và đạo ôn cổ bông. Với những cái giống lúa mẫn cảm như là BC15, rồi là Sén Cù, rồi là TBR225 và Thiên Ưu 8 thì đấy là những cái giống lúa mà rất là mẫn cảm đối với bệnh đạo ôn. Thì kể cả là chưa phát hiện vết bệnh ở trên lá lúa, tuy nhiên là cái giai đoạn này thời tiết là rất là thuận lợi, do đó là khi mà cây lúa mà bắt đầu trổ bông thì các bác lưu ý là chúng ta phải phun phòng ngừa là chính. Thì toàn bộ cái diện tích mà cây giống nhiễm đấy cần phải phun vào 2 lần. Riêng đối với sâu cuốn lá và dày, dự kiến sẽ còn một đợt phát sinh trên trà lúa mùa muộn vùng thấp vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 tới. Do vậy bà con nên phun phòng trừ vào thời điểm sâu non để đảm bảo hiệu quả, đồng thời vệ sinh đồng ruộng để tránh mầm bệnh phát sinh gây hại.